Bi nam thiếp, chị đại showbiz Thái bị tẩy chay vì làm hồ ly tinh giật chồng khiến chính thất uất nghẹn. Từng được xem là hình mẫu lý tưởng mà mọi phụ nữ Thái Lan mơ ước, thế nhưng Bi nam thiếp đánh mất tất cả vì ồn ào cặp kè đại gia giật chồng tinh vi khiến chính thất uất nghẹn phải ly hôn khi dù đang ở cử. Bi nam thiếp là nữ diễn viên gắn liền với khán giả Việt thế hệ 8X9X, gia nhập làng giải trí từ khi 14 tuổi. Cô là một trong những nghệ sĩ đa tài bậc nhất Thái Lan. Bi nam thiếp bén duyên với phim ảnh từ năm 2001 với vai nam phong trong phim Dòng máu Phượng Hoàng. Với gương mặt xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên và lợi thế vóc dáng sẵn có, cô nhanh chóng gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Thời thắng xâm lên, cô đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Tại Việt Nam, Bi nam thiếp được đông đảo khán giả yêu mến và biết mặt nhờ nhân vật nữ chính Nam Phong và Varin trong Cuộc chiến của những thiên thần. Suốt hơn 20 năm lăn lộn trong giới giải trí, Bi nam thiếp đã có một gia tài phim ảnh để đời. Từ những nhân vật phản diện đến hiền lành, Bi nam thiếp đều nhập vai chuyên nghiệp, được nhiều khán giả trong ngoài nước yêu thích. Bi nam thiếp được nhiều giới chuyên môn làm việc chung đánh giá là một trong các diễn viên tuyệt vời nhất, luôn biết cách làm việc chuyên nghiệp và biết tự phát huy tâm lý nhân vật ngoài cả sự kỳ vọng của mọi người. Có thể nói, phụ nữ Thái luôn mơ ước có được nhan sắc như Bi, còn đàn ông Thái luôn lấy cô làm hình mẫu lý tưởng. Với chiều cao 1m77, vóc dáng gợi cảm, giúp cô nhanh chóng trở thành chân dài đắt giá bậc nhất. Mặc dù là một tên tuổi lớn nhưng thực chất, Bi nam thiếp luôn hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do. Cô từng hai lần từ chối khi nhận được lời mời hợp tác của đài CH3, kênh truyền hình của sao Hàng A và A Cộng tại Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc Bi nam thiếp bỏ cơ hội trở nên tỏa sáng hơn và nổi tiếng hơn. Nhiều công ty giải trí hàng đầu cũng mời nữ diễn viên đầu quân, nhưng cô đều nói không, tôi muốn hoạt động tự do theo định hướng của bản thân. Dẫu vậy, bằng chính năng lực của mình, Bi nam thiếp vẫn luôn đứng trong top sao của showbiz Thái. Năm 2015, Bi nam thiếp gây sốt khi trở thành huấn luyện viên của The Face Thái Lan. Với kinh nghiệm làm người mẫu và sự tinh tế trong sự hướng dẫn thị phạm, cô đã dẫn dắt thành công học trò đăng quang ngôi vị quán quân. Sau đó, năm 2017 và 2018, Bi nam thiếp tiếp tục ngồi vị trí ghế nóng của chương trình này. Sự thời thượng sang chảnh và những màn khẩu chiến nảy lửa giúp Bi nam thiếp được mệnh danh là chị đại của showbiz Thái Lan. Nổi tiếng và rất thành công trong sự nghiệp, nhưng Bi nam thiếp lại có tình duyên không mấy suôn sẻ. Cô từng dính tin đồn bê bối tình cảm với hoàng tử Thái Nick Kun của nhóm nhạc 2PM. Thực tế, Bi từng công khai tình yêu với ca sĩ Kelly Tanapat hơn cô 12 tuổi. Cả hai qua lại trong vòng 5 năm và từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng đến năm 2011 họ chia tay, nguyên nhân được cho là vì sự chen chân của Nick Kun và cuộc tình của hai người. Người ta phát hiện ra Bi và Nick Kun thường xuyên tương tác tình cảm trên mạng xã hội. Sau đó Nick Kun đã phủ nhận và khẳng định anh và chị đại Thái Lan chỉ là bạn bè thân, ngoài ra không có chuyện hẹn hò. Sau bê bối tình cảm này, Bi nam thiếp trở thành người kín đáo hơn và ít khi chia sẻ về đời tư. Sau này cô công khai yêu doanh nhân Him Isaria, Khuha Bramkit. Nhưng cuối năm ngoái có tin đồn rằng tình cảm của hai người đã kết thúc. Tuy nhiên người trong cuộc không lên tiếng giải thích nên vụ việc nhanh chóng rơi vào quên lãng. Tháng 5 năm 2021 vừa qua, Bi nam thiếp bất ngờ dính vào ồn ào lớn nhất sự nghiệp khi bị tố là trà xanh, phá hoại hạnh phúc gia đình của một doanh nhân. Đáng chú ý, người này đã có hai con, một bé chỉ mới sinh cách thời điểm scandal nổ ra 4 tháng. Theo đó, nữ diễn viên bị một người phụ nữ tố là trà xanh giật chồng trong lúc cô đang mang thai. Trước hành động sai trái của chồng và tiểu tam, người phụ nữ này cho biết đã quyết định ly hôn, trong khi đứa con thứ hai vừa tròn 3 tháng tuổi. Trước lùm xùm này, phía ekip nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh, nhưng hình tượng của cô cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong mắt công chúng. Về phần nam doanh nhân đại gia, anh tuyên bố sẽ làm rõ mọi chuyện với tình cũ và gửi lời xin lỗi đến Bi nam thiếp. Tôi muốn thông báo với khán giả rằng nội dung xuất hiện trên các phương tiện truyền thông có nhiều đoạn không đúng sự thật, gây thiệt hại nặng nề cho tôi và Bi, người đại gia này bên vực Bi. Ngoài ra, doanh nhân này còn cho biết thêm, tôi thực sự xin lỗi Bi, chuyện của tôi và tình cũ đã ảnh hưởng tới cô ấy. Tôi mong các đơn vị truyền thông không khai thác rộng thêm về câu chuyện, tránh làm ảnh hưởng tới các con tôi, gia đình cũng như chính Bi nam thiếp. Nam doanh nhân này cho biết, anh chưa từng đăng ký kết hôn với người được cư dân mạng gọi là vợ cũ. Hơn thế, khi đến với chị đẹp Thái Lan, vị doanh nhân này đã cắt đứt quan hệ tình cảm với người kia. Dù vậy, dư luận vẫn đứng về phía mẹ con chính thất, đồng thời chỉ trích Bi nam thiếp là hồ ly tinh, phá vỡ gia đình nhà người khác. Một vài khán giả bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu khi Bi nam thiếp quyết định gắn bó với người vừa chia tay vợ khi con mới sinh ra được 4 tháng. Hay nói cách khác là người đàn ông này quyết định phủi tay khi vợ anh vẫn đang ở cử. Anh ấy đều cho rằng với sắc đẹp và vị thế của mình, Bi nam thiếp hoàn toàn có khả năng tìm được người bạn trai tốt hơn đại gia nhiều lần. Được biết, bạn trai Bi nam thiếp là người thừa kế của một tập đoàn bất động sản có tiếng. Ngoài công việc kinh doanh bất động sản, anh còn điều hành một công ty phân phối đồng hồ cao cấp. Về phía Bi nam thiếp là ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Bi nam thiếp có cuộc sống sang chảnh và giàu có, khiến bao người ngưỡng mộ với những chiếc siêu xe mui trần, du thuyền hay những căn hộ dịch vụ cao cấp. Ở thời điểm hiện tại, Bi nam thiếp không còn quá ồn ào theo đuổi hào quang showbiz mà tập trung tận hưởng cuộc sống, yêu thương bản thân nhiều hơn. Điều này khiến nhiều người cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên đang chững lại. Thậm chí các anti-fan còn mỉa mai rằng cô đã hết thời. Bỏ ngoài tai những lời dèm pha, Bi nam thiếp vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình, danh tiếng thực tế vẫn không hề hạ nhiệt.
Bỏ qua những ồn ào không hay về đời tư, không thể phủ nhận rằng Bea Namtheap là một nghệ sĩ thuộc phái thực lực của làng giải trí. Sắp chạm ngõ tuổi 40, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn luôn tỏa sáng, xứng danh chị đại của showbiz Thái. Ở tuổi 39, nữ diễn viên trận chiến của những thiên thần vẫn giữ được sắc vóc đỉnh cao như tuổi đôi mươi. Bea Namtheap ưa chuộng gu thời trang quyến rũ gợi cảm nhưng không kém phần sang chảnh thời thượng. Trên Instagram cá nhân, cô luôn chia sẻ những khoảnh khắc diện áo tắm nóng bỏng, khoe trọn hình thể chuẩn chỉnh. Bea Namtheap còn thường chia sẻ hình ảnh mặt mộc đẹp không tì vết của mình, khiến người hâm mộ vô cùng ghen tị.